Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025, tỉnh Hưng Yên có những thay đổi về hình thức thi. Thí sinh dự thi môn tiếng Anh thay vì dự thi bài thi tổng hợp 3 môn, từ chiếm 40% điểm bài thi tăng lên 100%. Trong khi đó, môn toán và ngữ văn có hệ số 2 thay vì không nhân hệ số như mọi năm. Do đó, các nhà trường cũng có sự điều chỉnh kế hoạch ôn tập. Bên cạnh việc bố trí giáo viên có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy, hàng tháng các nhà trường tổ chức thi thử để có sự điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Các giáo viên tập trung luyện kỹ năng làm các dạng câu hỏi theo đề thi minh họa, thường xuyên tổ chức làm bài kiểm tra khảo sát để phát hiện những lỗ hổng kiến thức, kịp thời ôn tập. Theo kế hoạch, kỳ thi sẽ diễn ra trong tháng 6 năm 2024. Trong tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thi khảo sát năng lực như một lần thi thử cho học sinh khối 9 toàn tỉnh.